Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video này thì chúng tôi giới thiệu tới tất cả quý khách hàng một mẫu sản phẩm nữa là sập thờ. Sập thờ này có tên gọi là sập thờ Mai Điểu Vũ Gụ chân 24, hàng 2 tầng cổ, đục long trúc của chúng tôi. Trong các video lần trước, chúng tôi cũng giới thiệu các cái mẫu sập thờ từ giá thấp đến những cái sập thờ giá cao. Chúng tôi cũng đã giới thiệu trong các video lần trước thì quý vị có thể tham khảo trong trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video này thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn thông số kích thước của bộ sập thờ này. Sập thờ này là sập thờ chân 24, kích thước dài 2m17, chiều rộng là 1m07, chiều cao là 1m27. Phần dạ là chúng tôi làm dạ tiền là dày 8 phân, đục mai điểu. Và phần giữa đây là chúng tôi làm theo nhu cầu của khách hàng. Có khách hàng thì thích là lắp chữ thọ, có khách hàng thì lắp chữ phúc, nên là chúng tôi đang để rời. Tức là chúng tôi khách hàng đặt mẫu nào thì chúng tôi lắp chữ đó. Chúng tôi có hai mẫu chữ phổ thông là chữ phúc và chữ thọ. Những người cao tuổi thì họ lại thích là sập thờ mai điểu nhưng lắp chữ thọ. Còn những người tuổi trẻ mà dùng mua cho ông cho bà hay là cho ba mẹ thì lại dùng thích là chữ phúc. Chúng tôi đang sản xuất là có hai mẫu như vậy. Và bên trên này hai tầng cổ đây là chúng tôi làm dày 5 phân. Hàng này là hàng kỹ của chúng tôi. Đục và long trúc hàng 2 tầng cổ. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm này, quý khách hãy gửi về Zalo cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Về cái phần ván mặt này thì chúng tôi làm cái khuôn tranh bao bọc bên ngoài là 5 phân và phần ván bên trong chúng tôi làm 2 phân. Cùng một mẫu sập thờ như này thì chúng tôi có hai dạng, một dạng là chúng tôi làm ván mặt liền thì giá thành nó cao, và một dạng chúng tôi làm ván mặt là ghép hai tấm thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Và phần dạng ngang này chúng tôi cũng làm 8 phân, hàng liền khối không ghép, chân là chân 24, sập thờ mai điểu. Trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng gần đây, chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu hoành phi câu đối cũng như là sập thờ, cuốn thư câu đối, khám thờ, tượng thờ. Thì quý khách hãy truy cập vào trang chủ Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Quý khách mà ưng mẫu sản phẩm này, quý khách hãy cứ gọi về cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Như trên màn hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là mẫu sập thờ mai điểu hàng 2 tầng cổ đục long trúc của chúng tôi. Còn cái phần dưới phần rơi quả đào đây là chúng tôi làm một là chữ phúc, hai là chữ thọ thì quý khách có thể thay đổi. Nên chúng tôi để rời, chúng tôi chưa lắp vào. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cúng bằng gỗ. Toàn bộ là sập thờ được đục tay kinh bông môi móc. Cuối video này chúng tôi sẽ để các cái link để quý vị đăng ký vào đó. Quý vị có thể cập nhật được các video mới nhất chúng tôi chia sẻ lên. Quý khách có thể bình luận ở phía dưới. Nếu như quý khách muốn xem mẫu sập thờ khác thì quý khách có thể bình luận. Chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau.